Trước tiên con xin rất biết ơn những lời dạy quý báu của Thầy, và chúng con luôn kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe. Vì bon chen cuộc sống hàng ngày nên con tranh thủ trì chú Đại Bi mọi lúc mọi nơi, khi lái xe cũng như những lúc trong công việc hoặc sau khi công việc xong. 10 giờ có khi 11 giờ tối, vậy con có thể ngồi xuống trì chú vào giờ đó được không Thầy? Có người nói không nên tụng kinh vào giờ đó vì con có thể sẽ kêu gọi cõi âm. Sợ ấn ấn sừng sống quá. Lòng thành con tha thiết xin Thầy giảng dạy cho con biết con nên làm sao cho đúng. Thầy là người đã khai tâm cho con khi tâm con rất mệt mỏi, và Thầy cũng là người đã dẫn dắt cho con trên đường đạo. Con rất diễm phúc được diện kiến Thầy. Thưa đại chúng, câu hỏi là đi làm về khuya quá, ngồi trước bàn Phật tụng kinh được không? Có vị nói là không nên vì kêu gọi người âm. Thưa đại chúng, mình tụng 11 giờ đêm của mình ở đây là Việt Nam đang 1 giờ trưa. Chỗ khác đang giờ khác. Không có sao hết. Nếu nói âm giờ nào cũng có âm hết á. Phải không? Thật sự không có kêu gọi ai hết á. Mà nếu mà có kêu gọi họ tới không nghe, mình tụng cũng tốt thôi. Nhưng mà thật sự là không. Mình tụng kinh là giây phút đó là mình mượn một bài kinh để mình định cái tâm của mình. Mình giúp cho mình một ngày tăng trưởng cái niệm thiện trong lòng. Rồi sau đó mình đem cái tâm thiện lành mình, cái công đức, cái công phu tu tập này, mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, có âm có dương. Và thật sự khi mà người mình tụng như vậy, mà cho dù có người nào đó đến nghe, thì họ đến nghe pháp chứ có làm gì mình đâu. Bây giờ mình tụng vào cái câu hồi hướng của mình là phổ nguyện âm siêu. Vậy người âm không tới nghe lấy gì họ siêu? Người dương không tới nghe lấy gì họ thới? Cho nên mình hồi hướng âm siêu dương thới là đúng. Mà vì họ có mặt cho nên mình mới nguyện cho âm siêu dương thới. Đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ giờ mình tụng kinh mà triệu người âm về, vì người âm đó họ nghe kinh họ tới. Vậy mình mở nhạc có triệu âm về không? Có nhiều nhiều âm nó cũng thích nhạc lắm chứ bộ. Nhi nhất là những cái bài hát nhạc tình sầu khổ mình hát lên thì cũng có những người âm họ thích vậy. Đó, tại sao mở nhạc không sợ âm vô, mở kinh là sợ âm? Không có. Mà nếu có đi nữa thì họ đến họ nghe pháp. Mình tụng cái bài Trời Atula nhớ không? Trời Atula dạ xoa thải, đến nghe pháp đó nên chí tâm, ủng hộ đạo Phật cho thường tồn, mỗi vị xuyên tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường với người đời sanh từ tâm, ngày đêm tự mình nương pháp ở. Nguyện các thế giới thường an ổn, vô biên phước trí lợi quần sanh. Bao nhiêu tội nghiệp đều tiêu trừ, vĩnh ly các khổ lìa đều về viên tịch. Hằng dùng giới hương so vóc sáng, thường trì định phục để giúp thân. Đó là bài chú hộ pháp mình tụng để mình mời chư thiên hộ pháp để nghe pháp. Mà mình còn khuyến họ nữa sao? Đến nghe pháp đó nên chí tâm, ủng hộ Phật pháp cho trường tồn. Đâu có gì sai mà cũng đâu có gì không tốt. Con nghe thầy cùng những thầy khác giảng thường hay nhắc đến kinh Pháp Cú, con chưa bao giờ biết đến kinh này. Vậy xin thầy, vậy kinh này có khó hiểu không? Và thỉnh kinh này ở đâu? Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Bây giờ trên Internet á, có đủ các dạng kinh Pháp Cú. Pháp là lời dạy của Phật, là chân lý, là lẽ thật. Cú là câu. Những câu Pháp rất thật, rất chân lý, gọi là Pháp Cú. Ngày xưa kinh Pháp Cú rất là nhiều, mà thật sự Đức Phật không có nói một cái quyển kinh nào tràn lan một lô Pháp Cú hết, mà tùy mỗi hoàn cảnh Phật nói một câu, rồi các vị mới gom các câu đó lại, gom lại các trường hợp để thành một quyển kinh và đặt tên là Kinh Pháp Cú. Mà bây giờ sau một thời gian lọc,
bỏ bớt những câu dư trùng lặp thì nó đã trở thành một quyển kinh Pháp Cú gồm 423 câu. Và nếu quý vị muốn chọn kinh Pháp Cú bằng văn xuôi cũng có, bằng văn thể thơ cũng có. Ví dụ như Hòa Thượng Thiện Siêu, Ngài có dịch quyển kinh Pháp Cú nguyên tác từ chữ Hán bằng một câu văn xuôi. Ví dụ Ngài dịch câu là: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ và tạo tác. Nếu người nào nói hay hành động bằng cái tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Thì đó là câu trường, câu văn xuôi. Bây giờ câu gọn nè, bằng một thể thơ. Tâm làm chủ tạo tác, tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Đó là kinh Pháp Cú. Rồi quý vị cũng sẽ có một quyển kinh Pháp Cú nữa là Trích Tích Truyện Kinh Pháp Cú. Nghĩa là bây giờ người ta lấy một câu Pháp Cú đó ra và người ta giải thích cái câu đó nghĩa là gì, và câu chuyện nào, lý do nào Đức Phật nói câu đó. Qua chừng ở trên Internet, quý vị có thể chỉ cần bấm kinh Pháp Cú là hiện lên hết. Kinh Pháp Cú có chỗ gọi là kinh lời vàng, vân vân. Và bây giờ kinh Pháp Cú là một bản kinh được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Việt, tiếng Hoa và rất nhiều thứ tiếng khác. Bởi vì sao? Bởi vì kinh Pháp Cú rất là gãy gọn, dễ nhớ. Và Phật tử theo Nam Tông, gọi là Nam truyền Phật giáo đó, phần lớn Phật tử là phải thuộc một số câu kinh Pháp Cú, và thậm chí có vị thuộc hết luôn á. Tại vì sao? Tại vì mỗi sự sống của chúng ta mỗi ngày nó đều ứng dụng được kinh Pháp Cú hết. Ví dụ người ta khen chê mình vui buồn, nghĩa là lên xuống quá chừng theo cái khen chê, thì mình sẽ nhớ một câu kinh Pháp Cú. Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không lay động giữa khen chê. Trong khi mình bị người ta khen chê, mình buồn, mình vui, câu kinh Pháp Cú đó đi ra giúp cho mình chuyển hóa cái vui buồn của mình. Mình hận thù người kia quá, do người đó chửi mình, mắng mình đủ kiểu, thì kinh Pháp Cú đi ra. Nó mắng tôi, chửi tôi, nó nói tôi, mạ lị tôi. Ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ngược lại, nó mắng tôi, chửi tôi, nó mạ lị tôi. Ai không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không xâm phạm. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy tâm không tu, não phiền sẽ quấy nhiễu. Đó là kinh Pháp Cú. Cho nên quý vị nào mà thuộc kinh Pháp Cú thì cuộc sống này mỗi ngày chúng ta sẽ có một đối tượng để chúng ta gặp, và kinh Pháp Cú sẽ đi ra làm một cái pháp hướng dẫn mình. Cho nên mình không niệm Phật thì mình niệm pháp. Niệm Phật là lâm râm nam mô gì đó, Phật gì đó. Còn mình niệm pháp là mình nhớ kinh, nhớ những bài kinh. Ví dụ quý vị thuộc mấy câu kệ cũng tốt vậy. Lặt rau nè, lúc mình lặt rau đó: mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Khi mình lặt rau đọc bài kệ đó, khi mình tưới rau ngoài sân, ngoài vườn: tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi, tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Mình quét nhà, mình đọc kệ lên: đẹp thay sự quét dọn, tịnh nghiệp ngày thêm lớn. Đi đổ rác, một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Đổ rác dơ mà không thấy nó dơ, tại vì mình thấy trong dơ có sạch, trong sạch có dơ. Vậy thì niệm pháp, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Vậy là kinh Pháp Cú là vậy đó. Và quý vị, nếu lỡ quý vị nào không biết tra Google nữa như quý bác đó, thì quý bác có thể email về chùa Trúc Lâm xin kinh Pháp Cú, thì bên chùa sẽ gửi cho mình quyển này, đặc biệt cho quý bác lớn tuổi thôi. Mà bây giờ nhiều bác cũng hay lắm, rất là high tech á, chứ không phải low tech đâu.
Kính bạch thầy, câu cuối nha. Chúng con ngưỡng mộ thầy đã lâu, con chúc thầy sức khỏe dồi dào để tụi con nghe thầy thuyết pháp đều đều. Con xin hỏi, nếu con nói với chị bạn là đi nghe thầy, chị ấy nói thầy không có gì đặc biệt, con nghe mà giận ghê. Binh binh binh. Thầy cho con hỏi là phải làm sao? Con chỉ nói là con yêu thích thầy, không cần biết là có gì đặc biệt hay không. Này là khi đã yêu còn lo sợ gì. Gặp thầy là con hạnh phúc rồi, nhưng con phải làm sao để thầy đặc biệt với chị như là con. Đây là một chủ đề lớn nha. Mình muốn thầy đặc biệt làm sao? Thật sự ra thầy bình thường là đã đặc biệt rồi. Còn nếu mà thầy đặc biệt kêu bất thường. Hồi nãy quý vị nhớ không? Phật có bất thường không? Bất bình thường. Phật đến cuộc đời này bình thường, Phật đi bình thường, gọi là Như Lai. Nếu mình là con Phật mà mình bất thường thì mình không lẽ mình tu hầu nó lạc. Phật bình thường thì mình cũng là bình thường. Và chính mình bình thường cho nên mình mãi mãi thường. Còn nếu mình quá phi thường thì có ngày mình bị lạc thường. Và đôi lúc nào đó người ta không còn coi mình đặc biệt bình thường nữa, cái người ta mình đem mình xuống bình thường. Thôi mình cứ bình thường ngay từ mức sơ sanh, cho đến khi mình chết mình cũng bình thường, thì mình mới mãi mãi bình thường. Được không? Đó. Có một chú tiểu đó, chú nói chuyện với một chú Phật tử trong chùa. Ông mới ngọn than: tôi chán đi chùa này lắm, ai cũng coi tôi thường hết. Cái chú tiểu nói: ai mà coi chú thường là người đó không được rồi đó. Chú bất bình thường quá. Ông không suy nghĩ. Ngày hôm sau ông suy nghĩ kịp câu nói đó rồi, ông chạy vô rượt chú tiểu chạy: tại sao chú dám nói tôi bất thường? Phải không? À, cho nên á, quý vị nhớ, chư tổ cũng thường dạy. Có lần có người đến hỏi đạo, ngài Lục Tổ hỏi bạch ngài: thế nào là đạo? Ngài trả lời sao? Tâm bình thường là đạo. Mình có ăn không? Mình cũng ăn, rồi cũng đi bình thường. Nếu ăn mà nó không đi, kêu bất thường. Uống mà nó không đi, kêu bất thường. Phải không? Ồ, thầy rất bình thường. Ăn rồi đi. Tới giờ buồn ngủ, đi ngủ. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo khỏi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Đạo là gì? Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Nếu mình đã được cái tâm bình thường của đạo, ngồi đâu cũng đạo. Ví dụ, ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Quý vị nhớ, pháp sư Ngộ Đạt là một vị quốc sư được kính trọng, và người ta đã bày cái chỗ ngồi quá phi thường cho ông ngồi, như là một cái ghế trầm hương. Khi ông ngồi lên ghế trầm hương, ông tự mãn, tự cao, và ông nghĩ rằng ông đã đạt được tới danh vọng này. Mọi người quỳ xuống lại, vì ông nghĩ rằng mình là quốc sư. Cái giây phút khởi tâm đó tổn phước, nghiệp báo tới liền. Ngài bị một ghẻ báo oán trên thân ngài. Đó là cái tích
từ cái câu chuyện mà có lý do, mà có cái quyển Từ Bi Thủy Sanh. Thế thì bây giờ hỏi tất cả chúng ta, mình có muốn là người bình thường không? Bình thường. Quý vị biết cái bài hát Quang Dũng hay hát không? Yêu em vì biết đó chính là em. Nếu em không phải em là cái gì, sao anh dám yêu? Thật nữ ra bình thường thôi. Thật nữ là thầy bình thường là đúng. Mà không phải riêng thầy, thầy nào bình thường là được. Tại vì sao? Chính cái bình thường mình ngồi đó, nó mới không cực. Phải không? Mình ngồi chỗ nào cũng bình thường nó nguy hiểm. Mình nói những điều không bình thường nguy hiểm. Cứ bình thường thôi. Mỗi ngày vẫn ăn uống bình thường, ngủ nghỉ bình thường, nói pháp bình thường, tu tập bình thường. Mình ở ngáp ngáp cái nó mình bất thường. Là nữa thôi. Đại chúng mình nhớ cái bài nãy mà nói phải không? Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Như đó là gì? Như vậy mà sống, mà tu, mà thành được những gì mình làm. Vì không, nếu nó không như vậy thì cái quả nó cũng sẽ là không như vậy. Cái người đó họ chê mình khùng, không sao. Tôi khùng. Khùng mà biết văn mùng chải chiếu. Nói anh khùng quá. Khùng mà biết hủ tiếu bún riêu. Anh càng khùng hơn. Dạ, khùng mà biết yêu. Khùng biết văn mùng chải chiếu. Khùng mà biết ăn hủ tiếu bún riêu. Khùng mà biết yêu. Vậy có thiệt khùng không? Không. Cho nên ai gặp mình hỏi sao, lúc này chị có gì đặc biệt không? Nói sao? Bình thường. Rồi lỡ mà cuộc sống mình nó sóng gió, nó bất thường, nó sao? Tôi chỉ mong mình là bình thường. Thôi bình thường hết nha. Để cho mọi người thấy mình thường.